Sao khoe nè, bây giờ em tính làm sao? Trước mắt thì em phải giải trình cái việc tại sao người đoạt giải lại không chịu tới làm. Còn sau đó thì chuyện gì tới thì nó tới đi. Thôi để tôi nói chuyện với nó nha. Bà nói được hết. Sao bà biết là tôi không nói nó được? Thì bà dạy nó như vậy rồi, bây giờ còn nói gì được nữa chứ. Chứ không phải bà đẻ nó ra như vậy sao? Thôi, nếu mà Tùng Thư nó làm thật thì sao? Nếu như bên đó cắt tài trợ thì em sẽ gặp khó khăn trong việc tổ chức tháng 9. Chưa kể là em có sẽ bị kiện ra tòa vì tội vi phạm hợp đồng với hai bên nữa đó. Tùng Thư nó biết nhiều như vậy à? Biết thì nó mới làm chứ. Ê, hay là mình đi trước nó một bước đi ha. Thay vì để cho nó mé, bà báo cáo tình hình của con Mai với bên đó biết đi. Báo cáo là báo cáo làm sao? Cái hồ sơ giả mà anh làm cho con Mai á, bị người ta chôn mất rồi. Ai lấy? Em nghĩ là con gái của ông Hoàng. Nó làm trợ lý cho em gần nửa năm nay rồi. Ông Hoàng đã nhắm đến tạp chí của em từ lâu rồi. Thật ra cái hồ sơ đó bị tôi đốt mất tiêu rồi. Bà đốt hả? Ừ. Hôm bữa con Thiên nó đem về nhà, tôi tình cờ thấy được nên đốt luôn. Tôi sợ nó kiện mà. Thiệt tình. Ê, hay giờ mình làm cho nó cái hồ sơ khác á, hoàn chỉnh luôn đi. Được không? Ngày trước á, anh định dẫn Mai đi chụp hình, nhưng chưa kịp chụp bây giờ nó xảy ra chuyện này. Vậy sao? Sao làm được không? Tôi không muốn. Mình đã sai lầm một lần rồi, không thể để sai lầm thêm một lần nữa. Mệt mấy người quá. Muốn tố cáo, em làm gì thì em làm, anh sẽ hiểu hết tất cả những gì em đối với Thiên, em tuyệt đối không được đến. Alo, anh tao hả? Tôi, Mai đây. Con gì nó có sao không? Có chuyện này, tôi không biết là có nên nói cho ông Nhi biết không? Mai không biết là có nên nói cho em biết không, nên mới gọi điện thoại cho anh. Vậy anh nói tôi nghe làm gì? Vì trong chuyện này chỉ có một mình em mới giải quyết được thôi. Thiên đang ép cô Khuê bằng mọi cách bán lại tháng 9. Nếu như em kiện Thiên ra tòa vì tội lừa đảo thì Thiên sẽ không thể tiếp tục được. Chỉ có một mình em mới có quyền làm chuyện này thôi. Vậy anh Tuấn nói sao? Tuấn nói là sẽ trả nhà lại cho em và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chuyện này, không muốn kéo Thiên vào. Ừ, dù sao thì anh Tuấn cũng là người mà em ủy quyền mà. Nhưng mà cái chuyện này Thiên mới là kẻ chủ mưu. Chẳng lẽ em cứ để Thiên nhẫn nhơ vậy sao? Anh à, em chỉ cần lấy lại nhà thôi. Cái nhà đó là nhà của ba mẹ em. Bây giờ anh Tuấn trả lại nhà cho em á, như vậy là quá đủ rồi. Còn chuyện khác á, em không quan tâm đâu. Nhưng mà em không muốn nhắc lại những chuyện đó nữa. Với lại em không muốn lặp lại những gì đã xảy ra nữa đâu. Anh nói giỡn thôi đúng không? Thực sự anh không có làm như vậy đúng không anh? Dù thế nào mình cũng phải trả nhà lại cho Nhi mà. Tất nhiên là phải trả rồi. Nhưng anh không được đem chuyện này ra tòa. Nếu như anh đem chuyện này ra tòa, cả em, anh và Tú đều bị bắt thì sao? Chứ nếu mà mình không đem chuyện này ra tòa, chứ em nói có lấy tiền đâu ra mà chuộc nhà lại cho Nhi? Có, em đảm bảo là có. Em lấy tiền đâu ra? Em đã không ký hợp đồng đến tháng 9 rồi.
tiền đâu ra nữa. Anh cho em thêm một thời gian nữa, xong chuyện này em sẽ có tiền chuột nhà mà. Cho em thêm một thời gian nữa thôi, một thời gian ngắn nữa thôi nha. Em nhất định phải lấy tháng 9 sao? Anh à, mọi chuyện không xấu như anh nghĩ đâu. Đây chỉ là chuyện cạnh tranh công bằng thôi. Nếu như bây giờ em ngừng lại, em sẽ không cam tâm cả đời em đâu. Thật sự, em rất muốn ngồi vào vị trí của bà ta. Anh hiểu em mà. Anh luôn muốn em hạnh phúc mà. Anh à, anh là người duy nhất muốn em được hạnh phúc mà, đúng không anh? Con về hả? Dạ. Con ngồi xuống đây. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Hôm nay mẹ bắt chước ai mà kỳ cục vậy? Con ngồi xuống đi đã. Con biết mẹ muốn nói gì. Nói gì cũng vô ích thôi. Không cần mất công đâu. Thiệt! Thiệt! Tôi biết rồi, có gì anh chăm sóc Nhi giùm tôi nha. Cảm ơn anh. Chị chuẩn bị đi đâu hả? Chị đi gặp anh Phong. Mà hôm nay em không đi đâu hả? Chị ơi, chị có số điện thoại của ông Tú không? Cho em đi. Anh cứ nghĩ em với Sao Khuê là kẻ thù với nhau. Sao tự nhiên hôm nay lĩnh năn nỉ cho cô ấy? Năn nỉ gì đâu. Tôi thấy anh làm vậy là không có được đó. Anh đã có một cái công ty lớn như vậy đó. Con Khuê, nó có một tờ báo có chút xíu à. Vậy mà anh cũng muốn dành của nó làm gì? Em không phải là người kinh doanh. Những chuyện đó em không hiểu đâu. Thì cho lại em không có hiểu đi. Coi như anh nể mặt tôi được không? Anh thì lúc nào chả nể mặt em. Vậy thì anh quên cái chuyện đó đi. Xuân nè, em đừng có hiểu lầm anh. Anh làm tất cả những cái chuyện này là vì cháu Thiên. Em thấy đó, Sao Khuê đã cạn kiệt ý tưởng đối với tháng 9 rồi. Trong khi con Thiên, một con bé đầy tiềm năng, anh tin rằng nó sẽ làm cho tháng 9 tỏa sáng. Mà anh nghĩ nó thành công thì em cũng được nhờ suốt đời luôn. Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi? Tiến là con Thiên, nhưng mà cái người anh muốn lo lắng là em. Anh nghĩ tôi tin anh hả? Thì em cứ chờ đi. Đến lúc đó em có cảm ơn anh thì cũng không muộn. Tôi không thèm. Vì tiền em không thích à? Tôi không cần anh bố thí. Vậy từ trước đến giờ thì sao? Hay. Lúc anh cặp bồ với tôi thì anh phải ga lăng với tôi chứ. Chả lẽ anh là đàn ông mà cái chuyện đó anh cũng không làm được sao? Ok, sorry. Đừng có giận anh. Anh làm chuyện này là vì cháu Thiên. Anh muốn tốt cho nó. Không tốt chút nào hết. Không tốt chỗ nào? Con Thiên nó đang bị lòng hận thù là mờ mắt đó biết không? Anh muốn làm gì tôi không quan tâm. Nhưng mà tôi không muốn anh lôi nó vào chuyện này. Con Thiên nó có chuyện gì à? Tôi nói cho anh biết,
Sao Khuê chính là mẹ ruột của Thuận Thiên đó. Chả lẽ anh muốn đi hai mẹ con đấu với hai nhau hả? Anh muốn chuyện đó xảy ra lắm hả? Ba, bà làm gì vậy? Tôi tưới cây. Cây gì ở đây là rau mà sao bên đây không tưới bên này? Tôi đúng thiệt là tiểu thư, làm cái gì cũng không xong. Tôi xin lỗi. Em vô dụng thiệt phải không anh? Em có làm gì ra hồn hết trơn á. Thôi mà đừng có buồn. Làm không được á thì từ từ mình làm chứ có gì đâu. Em vô dụng thiệt mà. Em có làm gì được đâu. Làm người mẫu cũng không được, diễn viên cũng không xong. Đi hát thì bị người ta chửi lên chửi xuống. Người ta đi phẫu thuật á thì càng ngày càng đẹp lên. Rồi em phẫu thuật xong á xấu quá. Đã vậy em còn ngu nữa chứ. Làm cái gì cũng bị người ta lừa lên lừa xuống mấy lần. Bởi vậy hồi trước má em nói là tao mà biết đẻ mày ra vậy á thì tao đẻ quả trứng tao luộc ăn còn ít hơn á. Mà không lẽ em không có giá trị bằng quả trứng hả anh? Ôi đừng có buồn nữa. Em không có vô dụng như vậy đâu. Cho dù á em có như thế nào thì anh cũng thương em mà. Anh yêu em. Vậy là cái nhà Thiên Cầm là nhà của con Nhi. Vậy tại sao trên sổ hồng lại ghi là Nguyễn Thị Bưởi? Dạ, đó mới đúng là tên thầy của Nhi đó chị. Chị ơi, lần này chị gắng giúp giùm em được không chị? Nếu như tôi giúp cô, lỡ như tôi mất cả vốn lẫn lời thì sao? Chuyện đó. Giả lại, nếu tôi không muốn giúp đi chăng nữa, tôi cũng không có bằng chứng gì để tố cáo Thiên hết. Không lẽ tôi kiện nó vì tội mượn tiền tôi? Nghe nói cô thân với anh Tuấn lắm đúng không? Dạ. Vậy tại sao cô lại muốn tố cáo Thiên? Không lẽ cô không sợ liên lụy đến anh Tuấn hả? Anh Tuấn nếu làm sai thì anh phải chịu trách nhiệm. Còn chị Thiên thì cũng làm sai. Hôm nay chị không chịu gì hết. Vậy là cô kiện Thiên vì cô ghét Thiên, chứ đâu phải vì cô lo cho anh Tuấn. Mà em nghe nói á, cũng vì anh Tuấn nên chị mới cho chị Thiên mượn tiền đúng không? Thì sao? Thì chị giúp người anh Tuấn muốn giúp. Còn em, em kiện chị Thiên là tại vì em muốn cứu chính bản thân của anh Tuấn. Hai người muốn được ký vào đây à? Điều kiện của anh là gì? Chỗ này cũng rộng quá ha. Chắc là nhiều tiền lắm đúng không?
Anh muốn bao nhiêu? Cứ nói đi. Xin lỗi. Thằng này không phải là thằng ăn xin, mà đi cầm tiền của một người khác. Cô á, thì tôi sẽ không cần nữa. Nhưng cũng không muốn ràng buộc cô làm cái gì. Nhưng bé My, tôi sẽ là người nuôi nó. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ ký. Đúng. Thuận Thiên là con ruột của Sao Khuê. Đương nhiên là chính xác rồi. Ngày mai á, cậu cứ rải đều các báo giùm tôi. Cảm ơn. Tôi mới đi gặp con Mai về. Nó muốn gì? Hình như nó muốn kiện chuyện chị với anh Tuấn lấy cái nhà của con Nhi á. Nghĩ sao vậy? Đúng là tào lao. Mà công nhận chị cao cơ thiệt nha. Ngoài cái giấy nợ của tôi ra, cái gì cũng để cho anh Tuấn ký hết. Cô mà đi kiện tôi dụ tôi mượn tiền cô thì cái đám cho vay nặng lãi của cô không được yên đâu nha. Dĩ nhiên là tôi không có ngu. Nếu như nghe con Mai nó kể, 10 người, hết 9 người đều tin là anh Tuấn làm điều đó là vì chị. Chị không sợ hả? Ủa? Sợ gì? Muốn nói gì thì nói chứ. Nhưng mà đã ra với pháp luật rồi thì nếu như không có chứng cứ thì cũng đâu có làm được gì đâu, đúng không? Ừ. Mà hỏi thiệt nha, chuyện lấy nhà của con Nhi là ý của anh Tuấn hay là ý của chị vậy? Dĩ nhiên là tôi rồi. Cô nghĩ đi, một người khờ khạo như ông Tuấn thì có thể nghĩ ra chuyện này không? Điện thoại này ghi âm rất tốt. Cảm ơn chị. Đồ bí ổn. Chẳng phải lần trước chị cũng chơi anh tao y chang như vậy sao? Lúc nào cô cũng nghĩ mình thanh cao, nhưng thật ra cô đâu có khác gì tôi đâu. Xin lỗi chị, tôi chưa bao giờ cho mình là thanh cao cả. Nhưng tôi dám khẳng định với chị, tôi khác chị. Tôi có thể làm giống chị, nhưng mục đích của tôi thì khác. Tôi không vì lợi ích riêng của mình mà lợi dụng người khác đâu. Đó là điểm khác của tôi và chị đó. Cô muốn cái gì đây? Tôi muốn gì chắc chị biết mà. Ok. Căn nhà của con Nhi chứ gì? Đưa điện thoại đây, tôi sẽ trả lại giấy tờ. Xin lỗi, nhưng bây giờ người quyết định không phải là chị nữa. Chị thử nghĩ coi, nếu mà bây giờ tôi đưa cái bằng chứng này ra thì không những bắt buộc chị phải trả lại giấy tờ nhà cho con Nhi, mà ngược lại, chị không làm gì được tháng 9 hết. Nhưng mà chị yên tâm đi, nếu mà chị làm mọi chuyện y như cũ thì tôi sẽ trả điện thoại lại cho chị. Cô ra lệnh cho tôi đó hả? Chị biết không, tội lừa gạt tài sản của người khác trên giá trị 500 triệu đồng thì mức án từ 5 đến 20 năm tù trở lên đó, chị biết không? Cô dám làm hả? Tại sao tôi lại không dám? Tôi mà đi tù thì anh Tuấn của cô cũng không được yên đâu. Chị đang quan tâm tới ảnh hả? Hay là chị lại muốn tiếp tục lợi dụng ảnh nữa? Cô giỏi lắm.
Alo, anh hả? Em mới nói chuyện với chị Thiên xong. Cái gì? Em nói thiệt không? Em đang giữ cái điện thoại. Bây giờ em cũng không biết làm sao nữa. Thôi được rồi, em cứ ở yên ở đó, anh tới liền nha. Vậy giờ sao? Cô đồng ý không? Đồng ý tôi sẽ ký. Không, tôi phải là người nuôi con. Vậy thì thôi. Anh... Rõ ràng, cái anh muốn không phải là bé My. Nè, mày biết cái gì đây mà mày nói? Con tao nói tao không cần, đúng không em? Anh muốn gì? Cứ nói tao nói tao muốn con tao. Ok? Anh không có thể nào nuôi được bé My đâu. Tại sao vậy? Từ lúc sinh nó ra tới giờ, anh có lo được cho nó hay không? Không lẽ tôi không biết? Nè, hồi trước á, nó còn có mẹ nó để lo cho nó, tôi không cần phải lo. Nhưng bây giờ á, nó mất mẹ nó rồi, tôi mà phải lo cho nó là điều đương nhiên thôi. Anh suy nghĩ cho thật kỹ đi. Anh không có thể nào nuôi được bé My đâu. Và lại á, tòa cũng sẽ không xử cho anh nuôi nó. Sao? Tòa không xử gì tôi ký nha. Tôi ký thử coi tòa có xử coi không nha. Sao vậy? Cô nói tòa không xử làm gì cô lo lắng vậy? Hả? Tôi ký vậy? Đừng. Sao? Bây giờ suy nghĩ kỹ đi. Hãy gọi cho tôi. Em xin lỗi. Em bỏ bé My được. Xin lỗi anh. Bây giờ mình phải làm sao đây anh? Hả? Mình phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm. Em có đáng bị như vậy không? Không sao đâu, em yên tâm đi. Tại sao con Mai nó lại đối xử với em như vậy chứ? Anh muốn giúp em thì ngược lại, Mai muốn giúp Đăng Khoa và cô Khuê. Ai cũng đều có lý do riêng của họ. Nhưng em đâu có làm cái gì đâu. Em chỉ mượn giấy tờ nhà của con Nhi, vài ngày em trả lại thôi mà. Thì bây giờ em nghe anh đi, trả giấy tờ nhà cho Nhi đi, rồi tất cả mọi chuyện sẽ em không còn phải lo lắng nữa. Bây giờ thì chưa được, khi nào xong chuyện tháng 9 em mới lấy tiền từ bác Hoàng được chứ. Thôi, bỏ đi. Em còn cả một tương lai tươi sáng phía trước kia mà. Cái gì? Cả một tương lai phía trước hả? Em còn làm nghề được mấy năm. Nếu như bây giờ em ngưng chuyện này lại, em sẽ không có gì. Thậm chí tiền trả nợ em cũng không có đâu. Nếu cô quay với em kia thì chắc chắn cô sẽ trả cho em mà. Anh im đi. Nếu như em lấy đồng nào từ mà ta, em sẽ chết ngay lập tức cho anh. Ê bà, tôi thấy hả, nhìn nó là biết hai người này hả, tình trong như đã, mặt ngoài còn e rồi đó. Mệt bầu quá à. Bà không tin á, bà lại đây bà coi nè.
Trời ơi, giờ sao? Đừng la lớn, đừng la lớn, để anh chồng lại. Rồi chồng lại nó chết sao? Trời ơi, con Dương nó dữ lắm á. Biết rồi, cho nên nhỏ nhỏ. Rồi, 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 không sao đâu. Ủa, mà sao nãy giờ em không nói gì với anh hết vậy? Bộ em không có gì để nói với anh hết hả? Sao anh cứ nhìn em hoài vậy? Ủa sao em biết là anh nhìn em? Thì em thấy anh nhìn em. À, vậy là từ hồi nãy giờ nhìn lén anh cho nên là mới biết là anh nhìn em đúng không? Đúng không? Thì đó. Mà em có biết làm sao anh nhìn em không? Bởi vì anh thích em á. Mà nè, Nhi, em có thích anh không? Em ai thèm thích anh? Tôi có khùng quá điên á, tôi cũng không thích anh nữa. Anh thử nghĩ coi, ví dụ như mà tôi lừa anh giống như anh lừa tôi á, thì anh có thích tôi được không? Anh có biết gì hết trơn à? Ừ, tôi biết rồi. Có gì tôi gọi bà sau nha. Tôi đang bận. Ừ, bà nhớ coi chừng như giùm tôi nha. Cảm ơn bà. Hay quá, có được cái này chắc chắn là mình sẽ kiện được Thuận Thiên. Cũng đỡ thiệt, chứ em sợ không làm được. Em đừng có sợ, có cái này ít ra tòa án cũng đủ cơ sở để làm việc với Thuận Thiên. Nếu như Thuận Thiên dính vào vụ này, chắc chắn một điều là tháng 9 sẽ được an toàn. Nhưng mà em muốn nói lên nhà con Nhiên nữa. Em yên tâm đi, đâu sẽ vào đó thôi. Tội lừa gạt chiếm đoạt tài sản của người khác là tội không có nhẹ đâu. Nhưng mà chị Thiên chị đâu có bị quan đâu. Vậy còn Tuấn thì sao? Tuấn đã biết chuyện này chưa? Chưa. Chắc chị Thiên sẽ nói với anh. Nếu như Tuấn muốn em bỏ qua chuyện này thì sao? Anh đã nói với em, anh sẽ chịu trách nhiệm với em đó mà. Anh đến mà sao không gọi cho em trước? Anh muốn gặp em. Anh vô ngồi đi. Như hồi nãy Khoa đưa em về phải không? Ừ. Hôm nay em có hẹn với ảnh mà. Anh uống nước đi. Anh đợi em có lâu không? À, anh cũng vừa mới đến hả? Anh mới đi gặp chị Thiên về hả?
cái điện thoại em đưa cho anh giữ được không? Thì ra là chị Thiên kêu anh làm vậy hả? Không. Em sẽ kiện chị Thiên. Và đó là bằng chứng. Em sẽ kiện anh luôn đó. Chuyện của anh, để anh tự chịu một mình. Em đừng có lôi Thiên vô chuyện này được không? Anh về đi. Đến giờ phút này rồi mà anh còn như vậy nữa, em không muốn nói chuyện với anh nữa đâu. Bộ em không thương anh sao Mai? Nếu em thương anh, chẳng lẽ muốn anh phải khổ sở thế này sao? Chính là vì em thương anh nên em không muốn anh khổ. Chuyện của anh biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Chuyện của anh, để anh tự giải quyết được không? Anh thật sự muốn như vậy phải không? Được rồi. Nè, anh tự quyết định đi. Nhưng có lẽ anh biết như thế nào là đúng, thế nào là sai mà, đúng không? Cảm ơn em. Tuấn kêu em đưa hả? Dạ. Rồi Tuấn có tố cáo Thiên không? Cái đó em không biết. Nếu như em không biết, vậy tại sao lại đưa cho Tuấn? Em tin anh Tuấn, anh sẽ biết anh làm cái gì. Em... Rồi nếu như Tuấn không chịu tố cáo Thiên thì sao? Không lẽ Tuấn quan trọng đối với em như vậy hả? Em xem anh Tuấn như người nhà của em vậy đó. Thôi em không cần phải nói nữa. Có nhiều lần anh định hỏi em một chuyện, chuyện của tụi mình đó, rồi nó sẽ như thế nào. Nhưng mà bây giờ anh không cần phải hỏi nữa, anh đã có câu trả lời rồi. Tuấn không bao giờ quay lưng lại với Thiên. Còn em không bao giờ quay lưng lại với Tuấn. Sinh nhật của anh đã hẹn dịp trước rồi mà. Anh Tuấn đang chờ em. À, hay là anh về với em nha. Bởi vì em không muốn anh ở đây một mình. Nếu vậy thì em ngồi đây đi. Em muốn nói với anh nè, mình chia tay. Tại sao anh chẳng hiểu gì hết? Bác à, mới sáng sớm tự nhiên mình tới đây.
Con phải lo, mình phải tới đây thường xuyên để mình biểu lộ cái thành ý của mình chứ. À, đến rồi. À, chào chị Khuê. Đây là chỗ làm việc của tôi. Mới sáng sớm mấy người tới đây làm gì vậy? À không, chỉ là muốn đến hỏi thăm chị coi cái chuyện mà tôi nhờ cháu Thiên nói với chị á. Không ra khỏi đây ngay. Không có mua bán gì cháu hết. Suy nghĩ kỹ chưa? Tôi nói là cuối cùng đây. Ai muốn kiện tôi thì cứ kiện đi. Sẽ không bao giờ có chuyện Dương này thác chính. Rõ chưa? Thôi, nếu chị nói vậy thì tôi về. Về con. À, chị Khuê à. Hôm nay nghe nói báo nó đăng nhiều tin hay lắm á. Có rảnh là chị xem thử ha. Cảm ơn. Ai da, em bị kiến cắn rồi. Sao em bị gì? Kiến cắn hả? Kiến cắn em ngu à. Kiến cắn hả? Không sao đâu. Nhưng mà ngứa quá à, em tới đâu không được. Trời, ngứa chút xíu hết là có gì đâu. Ủa mà sao kỳ vậy? Kiến cắn có gì đâu, tưới ra không được. Ngu lắm. À, thôi được rồi, em vô nghỉ đi, để anh tưới cho. Thiệt không? Ừ, anh tưới mà. Vậy tưới là được. Anh tưới cho em hả? Ừ. Anh không lo gì hết hả? Lo gì? Thì chuyện em bị kiến cắn á. Trời đất ơi, kiến cắn thì chút xíu nó hết chứ có gì đâu mà lo. Ồ hả? Ủa sao tự nhiên đang tưới rau mặt bùn xoa vậy? Dạ thôi, không có gì, anh tưới đi. Ây! Ây! Gì vậy? Sao tự nhiên đang tưới rau tắm? Trời ướt người bệnh chết á. Bây giờ anh đã biết lo cho em chưa? Em nói gì vậy? Bây giờ anh đã biết lo để quan tâm cho em chưa? Trời khổ quá, sao mà khờ như vậy hả? Anh không lo cho em thì lo cho ai chứ? Không lo cho em thì anh về đây làm cái gì? Chị, em đi nha. Mà Thiên là con của chị Khuê thiệt hả? Sao chị biết? Thì bài báo hôm nay có đăng nè. Ở trong báo nói á, không những Thiên là con của chị Khuê mà còn nói là sau khi đoạt giải tháng 9 thì Thiên sẽ không có đi nước ngoài mà ở lại thay cho vị trí của chị Khuê đó. À, con bình tĩnh nghe bác nói. Tại sao bác lại biết chuyện này? Mẹ con. À, là Xuân. Tại sao bác đem chuyện này đăng báo mà bác không hề nói trước cho con biết? Bác nghĩ là ai cũng muốn gặp lại mẹ mình. Không, con thì không. Bà ta không phải là mẹ của con. Ừ. Cứ nói ra đi con. Nói ra cho nó nhẹ lòng.
Bác biết là tâm trạng của con bây giờ đang rất là oán giận. Bác lại sai nữa rồi. Con không hề oán giận. Con chỉ xem bà ta như không hề tồn tại. Con muốn chứng minh cho bà ta thấy. Con, dù không có bà ta, vẫn sống tốt. Thậm chí con còn thành công hơn bà ta nữa kìa. Nhưng con đang muốn chiếm lấy tháng 9 mà. Bác, đây chỉ là công việc. Dù tháng 9 là của ai đi nữa, con vẫn sẽ phải làm. Rõ ràng một điều là cái mối quan hệ giữa con với Sao Khuê á, giúp ích chúng ta rất nhiều trong chuyện này. Có lẽ đây là nhân quả. Nhưng con không muốn đem chuyện này ra nói. Bác hiểu. Bác rất là xin lỗi con vì đã công bố chuyện này. Nhưng mà bác làm tất cả cũng chỉ vì công việc thôi. Bây giờ thì nó cũng lỡ rồi. Không thay đổi được gì hết. Nhưng biết chắc một điều á, là công việc nó sẽ tốt hơn. Từ nay có việc gì, con muốn bác nói trước cho con biết. Dĩ nhiên, vì con sẽ là tổng biên tập tương lai của bác mà.